Thời điểm này, đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu bước vào giai đoạn đỉnh điểm của hạn hán và xâm nhập mặn. Tại nhiều địa phương thì nước mặn đã lấn sâu vào các cửa sông, dự báo là sẽ có hàng ngàn hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt hoặc là phải sử dụng nước nhiễm mặn. Liên tiếp trong các bản tin miền Tây hôm nay gần đây, chúng ta luôn có những cập nhật mới nhất bám sát đời sống của bà con. Hiện nay thì phóng viên Diệp Phong đang có mặt tại xã Biển Bạch, huyện Thới Bình của tỉnh Cà Mau, nơi mà nhiều ngày qua bà con bị thiếu nước ngọt sử dụng. Anh Diệp Phong có thể cho biết là hiện tại nguồn nước sinh hoạt của người dân như thế nào không ạ? Xin chào trường quay. Những chiếc lu cạn trơ đáy như thế này đã phản ánh cơn khát nước ngọt đang xảy ra gay gắt. Và theo người dân, từ trước Tết Nguyên Đán, nguồn nước ngọt dự trữ đã cạn kiệt, mặn cũng bắt đầu xâm nhập sâu, khiến nguồn nước sinh hoạt trở nên khan hiếm. Tại đồng bằng sông Cửu Long, có hàng chục ngàn hộ dân sống ven biển, khu vực nông thôn sâu đang thiếu nước ngọt sinh hoạt. Theo ngành nông nghiệp tỉnh Cà Mau, trên địa bàn hiện có hơn 3.700 hộ dân thiếu nước ngọt sinh hoạt, bà con phải đổi nước với giá cao để sử dụng. Tại tỉnh Tiền Giang, có khoảng 3.000 hộ dân ở các huyện Gò Công Đông, Tân Phú Đông cần hỗ trợ nước ngọt. Riêng tại Bến Tre, một số khu vực vùng sâu, khu vực ven biển, người dân cũng rơi vào cảnh thiếu nước ngọt. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong tháng 3 này sẽ xuất hiện hai đợt hạn mặn khốc liệt. Số hộ dân đứng trước nguy cơ thiếu nước ngọt sinh hoạt sẽ còn tăng cao. Trước những khó khăn của người dân thì địa phương sẽ có giải pháp như thế nào ạ? Các giải pháp cấp nước ngọt sinh hoạt cho người dân vùng hạn mặn đang được các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương triển khai. Tại Cà Mau, ngành nông nghiệp kiến nghị cấp 39 tỷ ngân sách để kéo mới đường ống, cấp bồn chứa nước cho các hộ dân khó khăn, nâng công suất các trạm cấp nước để phục vụ nước sinh hoạt cho người dân. Bắt đầu từ tuần này, địa phương sẽ huy động lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và nhân dân cùng tham gia lắp đường ống, vận chuyển nước cấp cho người dân các khu vực khó khăn. Còn tại Tiền Giang, địa phương này đã mở 28 vòi nước công cộng để cấp nước miễn phí cho người dân các khu vực thiếu nước ngọt, mở 12 giếng khoan dự phòng và vận hành một số trạm bơm để cung cấp nước thô cho các nhà máy. Theo kế hoạch, địa phương sẽ tiếp tục mở hơn 50 vòi nước công cộng để đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt cho nhân dân. Số vòi nước sẽ tiếp tục được mở theo nhu cầu thực tế nếu hạn mặn tiếp tục diễn ra khốc liệt. Ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre cũng đã chỉ đạo các nhà máy nước vận hành các trạm bơm dự phòng, nâng công suất cấp nước, tăng cường vận chuyển nước từ các nhà máy chưa nhiễm mặn, hỗ trợ các nhà máy đã bị nhiễm mặn, đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho bà con. Với nhiều giải pháp đồng bộ cấp nước ngọt sinh hoạt cho người dân, các địa phương đồng bằng sông Cửu Long kỳ vọng sẽ kéo giảm đáng kể tình trạng người dân thiếu nước ngọt sinh hoạt trong mùa khô năm nay. Xin được cảm ơn phóng viên Diệp Phong. Để chủ động trong công tác hạn chế từ xâm nhập mặn, tỉnh Bạc Liêu vừa lên kế hoạch điều tiết nước dùng mặn ngọt cho Nam quốc lộ 1A và Bắc quốc lộ 1A từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 3. Hiện đã điều tiết đủ nước mặn cho thị xã Giá Rai, huyện Phước Long, Hồng Dân và vùng Nam quốc lộ 1A. Độ mặn cao nhất đạt 22 phần ngàn tại khu vực giáp Cà Mau và giảm dần về hướng Bắc Hồng Dân. Địa phương đang tiếp tục cho mở toàn hệ thống cống từ Giá Rai đến Láng Trầm để rút mặn ra biển Đông sau đợt triều cường từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 3, nhằm tạo điều kiện mở lại các cống gồm cống Âu Thuyền Ninh Quế và 6 cống phân ranh khu vực ngã tư Ninh Quế để bổ sung nước ngọt từ trục Quảng Lộ Phụng Hiệp về tiểu dùng giữ ngọt của tỉnh. Việc tiếp tục điều tiết đưa nước mặn vào vùng Bắc quốc lộ 1A trong cuối tháng 3 sẽ được tiến hành linh hoạt nhằm bổ sung thêm nước mặn lên ao nuôi, đồng thời cố gắng không cho độ mặn tăng và bổ sung đủ nguồn nước ngọt cho vụ lúa đông xuân trên địa bàn. Độ mặn trong nước luôn là vấn đề quan trọng trong trồng trọt và nuôi trồng thủy sản. Thế nên khoảng 3 ngày qua thì bút đo độ mặn được người dân tại Bến Tre tìm mua khá nhiều, với mục đích là kiểm tra độ mặn nguồn nước trước khi bơm tưới cho cây kiểng hoặc là cây giống. Giá của bút đo độ mặn cũng rất đa dạng, từ 200.000 đồng đến khoảng 1 triệu đồng tùy loại. Trong đó, khu vực chuyên trồng hoa kiểng và cây giống Chợ Lách là nơi có nhiều người tìm mua bút đo độ mặn nhất. Bà con cho biết được chính quyền địa phương khuyến cáo đo nồng độ mặn trước khi lấy nước tưới tiêu. Dù mỗi ấp đều được cấp máy đo chuyên dùng, nhưng các hộ gia đình vẫn tìm mua riêng cho mình một chiếc bút để tiện kiểm tra khi cần. Khuyến cáo của ngành chức năng tỉnh Bến Tre, chỉ khi độ mặn trên sông dưới 4 phần ngàn, bà con mới được lấy nước để tưới cho hoa kiểng và cây giống. Khô hạn, nắng nóng khiến việc canh tác của bà con cần phải cẩn trọng hơn. Và một lưu ý quan trọng hơn nữa đó là sức khỏe của chúng ta ngay trong giai đoạn này. Về yếu tố thời tiết, chính là một trong những tác nhân khiến cho nhiều đối tượng dễ mắc các bệnh lý khác nhau. Trong đó thì người cao tuổi và trẻ nhỏ là hai đối tượng có tỷ lệ nhập viện tăng cao. Khu vực khám nhi, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp
lượng bệnh nhi đến thăm khám do thời tiết thay đổi, đông kín. Số giường bệnh điều trị nội trú chiếm tỷ lệ cao hơn bình thường với gần 400 trẻ. Điều trị vừa hô hấp vừa tiêu hóa hơn 10 ngày, bệnh nhi này vẫn phải tiếp tục thở khí dung, truyền dịch và theo dõi diễn tiến bệnh. Đặc biệt chuyện thứ ba của bé này, đây là lần nặng nhất. Là nó bé nó kèm theo khó thở và lút lõm ngực luôn. Thời tiết nắng nóng cũng đang là tác nhân khiến các bệnh mãn tính tái phát, chủ yếu bệnh lý tim mạch, phổi tắc nghẽn, đột quỵ não và tăng huyết áp. Lượng bệnh nhân tăng, tiếp nhận nhiều ca diễn tiến bất ngờ. Những ngày này, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc đang phải triển khai nhiều biện pháp điều trị, chủ động bố trí nhân lực, cơ số thuốc để đáp ứng. Trời nóng nực á, rồi tưởng đâu là nóng nực mà mẹ mệt thôi, chứ không có nghĩ là bao nhiêu cơ thể của mẹ phát bệnh lên. Người cao tuổi, trẻ em là đối tượng có hệ miễn dịch non yếu, suy giảm, tạo điều kiện cho các tác nhân gây bệnh phát triển nhanh, tấn công vào cơ thể. Dưới nền nhiệt độ dự báo sẽ có gây nóng kéo dài, chủ động các biện pháp phòng bệnh, thay đổi dinh dưỡng là rất cần thiết. Nếu mà cái trời nắng nóng thì chúng ta làm mát cho trẻ bằng cách là làm mát đúng cách. Thế là nếu mà dùng quạt thì chúng ta dùng quạt với cái tốc độ vừa phải, thứ hai là có cái khuynh hướng nó đổi chiều, đổi hướng để cho tránh cái tình trạng mà quạt thẳng vào em bé trong thời gian dài. Ở thứ hai, nếu dùng máy lạnh thì mình ở cái nhiệt độ làm sao giữa cái bên ngoài bên trong trên lệch không nhiều, là thường là ở nhiệt độ trên lệch là không quá 5 độ C. Người cao tuổi mà trong mùa nắng nóng thì người ta khuyên thứ nhất là mình ăn uống phải ăn chất ăn thức ăn dễ tiêu, hạn chế ăn những cái thức ăn dầu mỡ, chiên xào hoặc là uống nhiều rượu bia. Năm nay, các chuyên gia y tế cảnh báo dịch bệnh sẽ có nhiều thay đổi bất thường, khả năng gây ra nhiều bệnh cảnh nặng nề, nhất là thời gian tới sẽ bước vào cao điểm của nhiều loại bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng. Do đó, người dân cần giữ gìn một sức khỏe tốt để tránh nguy cơ bệnh chồng bệnh. Chuyển sang một thông tin khác. Hôm nay, đồng bào dân tộc Chăm tại tỉnh An Giang sẽ bước vào tháng Ramadan. Đây là tháng mà tất cả người Chăm đi làm ăn, dù ở đâu xa thì cũng sẽ trở về quê hương. Trong đó thì nếu ai có điều kiện kinh tế khá thì sẽ trích lại một phần lợi nhuận của mình để giúp đỡ cộng đồng và chia sẻ với những khó khăn cho những hoàn cảnh nghèo khó, giúp cho họ vươn lên. Và tất cả thì sẽ phải nhịn ăn vào ban ngày, chỉ ăn khi trời tối. Những ngày vừa qua, các ban ngành chức năng tỉnh An Giang đã tổ chức đến thăm, tặng quà các thánh đường, tiểu thánh đường, các giáo cả và bà con dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn ở các xóm Chăm, với mong muốn đồng bào có một tháng Ramadan ấm no, hạnh phúc và tiếp tục đồng hành cùng địa phương tích cực tham gia các hoạt động phong trào thi đua yêu nước. Trong lúc khó khăn mà người ta cho quà vậy là mừng lắm. Đối với người Hồi giáo, tháng Ramadan là một tháng rất là linh thiêng. Đó là tháng của sự chia sẻ với người nghèo khổ, để cho người Islam biết được cái nỗi cơ cực cũng giống như là nỗi khốn khổ. Đó là lý do mà để cho họ biết mà chia sẻ. Ngoài ra, trong tháng Ramadan, địa phương cũng tổ chức thăm hỏi, trao quà cho những gia đình nghèo, khó khăn, nhằm chia sẻ tình yêu thương với tất cả bà con để có được một tháng ăn chay đầy đủ và hạnh phúc. Tháng Ramadan đối với người Chăm tại An Giang có ý nghĩa rất quan trọng, là một trong những lễ lớn nhất trong năm, thể hiện tinh thần chia sẻ lẫn nhau trong cộng đồng giữa người giàu và người nghèo để giúp nhau cùng vươn lên phát triển, xây dựng xóm Chăm ngày càng giàu mạnh. Người Hồi giáo trên toàn thế giới đang ở trong tháng lễ nhịn ăn Ramadan. Ramadan là tên gọi tháng thứ 9 âm lịch của người Ả Rập, được xem là thời điểm linh thiêng nhất trong năm của người Hồi giáo. Trong suốt một tháng lễ này thì các tín đồ đạo Hồi sẽ đều thực hiện nghiêm túc quy định không đưa bất kỳ thứ gì vào miệng, kể cả ăn uống từ lúc bình minh cho đến khi mặt trời lặn. Sau khi mặt trời lặn thì bữa ăn đầu tiên trong ngày sẽ được bắt đầu ngay sau tiếng đại bác cùng tiếng loa phát thanh từ các giáo đường vang lên. Các gia đình khá giả thì tổ chức ăn ở nhà một cách linh đình. Những người nghèo, du gia cư hay là kể cả khách du lịch nước ngoài sẽ được những bữa ăn miễn phí ở các tụ điểm từ thiện ngoài vỉa hè. Ramadan là tháng tụ tập của người Hồi giáo, nhưng ở một góc độ khác, Ramadan cũng có phần giống với những ngày Tết ở Việt Nam. Đây là thời điểm đặc biệt nhất trong năm của người Hồi giáo cho những cuộc đoàn tụ gia đình, bạn bè, gắn kết cộng đồng hay là trang hoàng đường phố. Các thông tin an ninh trật tự sẽ tiếp nối chương trình. Liên quan đến những cáo buộc sai phạm đến hoạt động đăng kiểm xe cơ giới, đã có thêm 63 cá nhân ở các trung tâm đăng kiểm và doanh nghiệp cải tạo phương tiện xe cơ giới trên cả nước vừa bị bắt giữ.
Như vậy, kể từ khi Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án từ cuối năm 2022 đến nay, đã có tổng cộng 318 người bị khởi tố về 11 tội danh, tiêu biểu bao gồm lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tham mô tài sản, giả mạo trong công tác, sử dụng công cụ, thiết bị, phần mềm để nhằm vào mục đích trái pháp luật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, hai nguyên cục trưởng đang bị điều tra về tội nhận hối lộ là ông Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà. Vào những ngày cuối tuần, thì các phương tiện di chuyển trên các tuyến cao tốc về miền Tây, đặc biệt là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, lên đến hàng trăm ngàn phương tiện. Nhu cầu nghỉ ngơi của người dân khi di chuyển một quãng đường xa là rất lớn. Thế nên những trạm dừng chính là nơi mà được nhiều người lựa chọn. Và trạm dừng nghỉ Châu Thành được bố trí hai bên dọc theo tuyến cao tốc được xây dựng để phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, ăn uống và cả đi vệ sinh. Tuy nhiên thì ghi nhận khá nhiều phương tiện khi rẽ vào trạm này nhưng lại dừng hẳn ngay lối vào để vệ sinh bên lề đường, mặc dù chỉ còn vài trăm mét nữa thôi là đến nơi. Không chỉ đi vệ sinh gây mất mỹ quan mà tại đây nhiều người còn xả rác ngay dưới chân mình, trong đó có rất nhiều những rác thải nhựa. Phương tiện này rời đi thì lại có xe khác thay chỗ. Cứ như vậy nên đoạn đường hai bên cầu dẫn vào trạm dừng nghỉ Châu Thành đầy rác thải. Đây không phải là lần đầu tiên ghi nhận tình trạng xả rác khắp nơi mà vấn đề này đã xuất hiện từ rất lâu. Khổ nhất chính là những người dọn vệ sinh tại đây. Khi ngày cuối tuần rất đông xe, rác thải phát sinh nhiều nên việc dọn dẹp kéo dài, có khi tới buổi chiều hoặc tối. Thế nhưng qua đến ngày hôm sau, tình trạng đâu đâu cũng có rác, đâu lại dầu đẩy. Bất chấp khuyến cáo của cơ quan chức năng, có khá nhiều người dân ở các khu dân cư thuộc các quận Nội Ô, thành phố Cần Thơ vẫn đốt rác và đốt bụi rậm. Nguy cơ xảy ra các vụ hỏa hoạn từ việc này là rất lớn. Khoảng 17 giờ chiều hôm qua, thì người dân khu dân cư Văn Hóa Tây Đô thuộc quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ phát hiện một đám lau sậy bốc cháy dữ dội. Lo lắng lửa sẽ cháy lan gây hỏa hoạn lớn, bà con huy động mọi người cùng nhau dập lửa. Nguyên nhân cháy rất có khả năng là do đốt rác nhưng dập lửa không kỹ. Hơn một tháng qua đã có nhiều vụ cháy gần các khu dân cư ở thành phố Cần Thơ. Nguyên nhân là do người dân đốt rác hoặc đốt các bụi lau sậy. Hiện thời tiết đang rất hanh khô, những đám cháy nhỏ có thể bùng phát gây cháy lan rất nguy hiểm. Sau đây là thông tin dự báo thời tiết. Ngày đầu tuần thì thời tiết ở miền Tây Nam Bộ có gì đáng chú ý vậy chị Phương Ly? Chào ngày mới quý vị khán giả. Theo dự báo thì sang tuần mới, miền Tây Nam Bộ cũng sẽ nóng hơn những ngày cuối tuần vừa qua. Dự báo khắp các thành phố như tại Cần Thơ, Cao Lãnh, Châu Đốc, Rạch Giá và phần lớn các nơi khác ở miền Tây Nam Bộ thì trưa nay nắng nhiều và khá nóng với mức nhiệt cao 33 đến 34 độ C. Chỉ ít điểm như là tại Bạc Liêu, Cà Mau hay là Phú Quốc có mức nhiệt 32 độ C. Không chỉ nắng và nóng mà hôm nay thì chỉ số tia cực tím hay còn gọi là tia UV trong nắng ở các tỉnh thành của miền Tây Nam Bộ cũng lên mức cao như là tại Sa Đéc, Châu Đốc hay là Sóc Trăng thì ở mức 9, thậm chí là tại Vĩnh Long, Trà Vinh và Phú Quốc thì còn lên tới mức 12, nguy cơ gây hại rất cao cho da và mắt của chúng ta. Vì thế quý vị chúng ta khi ra ngoài nắng cần có các biện pháp che chắn để bảo vệ sức khỏe. Về thời tiết Phú Quốc hôm nay, dự báo nắng cũng sẽ lên sớm ngay từ sáng và kéo dài cho đến 4-5 giờ chiều, nhiệt độ cao nhất 32 độ C, nhưng nhờ có gió biển thổi đều cho nên không khí vẫn khá mát mẻ và dễ chịu. Hành trình ra vào đảo Phú Quốc cũng như là các tàu thuyền hoạt động ở vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, Kiên Giang thì cũng khá thuận lợi, dự báo là trời nắng, gió ở đây cấp 4, cấp 5 và tầm nhìn xa trên 10 km. Đêm chung kết đấu trường nhan sắc quốc tế Mrs. International Global 2024 sẽ được diễn ra vào ngày 17 tháng 3 tới tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Mới đây thì tại đây, đương kim hoa hậu Trần Hà Trâm Anh, cô là người Việt Nam đầu tiên giành chiến thắng tại cuộc thi này, sẽ được vinh dự trao vương miện cho người kế nhiệm. Đại diện chính thức của Việt Nam đến dự thi năm nay là người đẹp gốc Quảng Ngãi, Trần Huyền Trang là người đẹp nhỏ tuổi nhất tham dự đấu trường nhan sắc Mrs. International Global 2024. Người đẹp sinh năm 1998, sở hữu gương mặt khả ái cùng chiều cao rất ấn tượng, 1m74. Với bề dày thành tích qua các cuộc thi lớn đã từng tham gia trước đó như là Hoa hậu Hoàng Vũ 2029, 2019, Hoa hậu Việt Nam năm 2020. Người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng Trần Huyền Trang sẽ làm nên chuyện tại cuộc thi năm nay. Quý khán giả thân mến,
những dòng sông quê từ bao đời nay đã là nơi ghi dấu kỷ niệm ngày thơ với muôn vàn trò vui. Và ở vùng đồng bằng sông Cửu Long thì những dòng chảy tự nhiên ấy còn là đường giao thông, là chốn giao thương của người dân đồng bằng. Dòng sông, bến nước, vì vậy mà trở thành nơi đợi chờ nhau để trao đổi mua bán, dần dần thì trở thành nếp nghĩ và thói quen sinh hoạt thường ngày. Và cũng nhờ vậy mà nét đặc trưng mua bán trên sông nước đồng bằng còn giữ mãi với thời gian. Bến sông quê luôn là nơi lý tưởng để đám con nít trốn ngủ trưa tụ tập, thỏa sức dễ dùng. Đứa nào cũng liếng khỉ, đứa nào cũng lắm trò, thành thử chơi hoài không thấy chán. Con nít nhảy xuống sông tìm trò vui, chứ đâu để ý rằng có nhiều người lớn cũng đang bước xuống sông để tìm kế sinh nhai. Dòng sông, bến nước đâu chỉ chan chứa niềm vui mà còn chất chứa bao nỗi nhọc nhằn. Nhà cửa hai bên bờ sông này hầu hết đều là bến quen của ông Bảy Tập. Đi bán từ hồi mới ra riêng, tới giờ đã 36 năm mà ông vẫn chưa chịu lên bờ. Cái nghề mới đầu là để xoay sở cuộc sống, vậy mà gây dựng được sự nghiệp, nuôi con ăn học thành tài, và rồi trở thành niềm vui khuây khỏa lúc tuổi về chiều. Ngon lành lắm à, cô quá, ta chờ đợi lắm à. Bây giờ ghe khác mà lọt vô là bán không được đó, chạy biết bao nhiêu ghe rồi. Hồi tôi bán giờ không biết bao nhiêu ghe rồi đó mà bán không được. cũng có khiếu lắm mà nha. Bởi vì mình mà muốn mua gì cũng tiện. Chỉ là bột ngọt hay là mua đường đồ nhiều quá thì mình mới ra chợ mình mua. Còn mua mà đổ rất ít thì mình cũng mua đại đây nè, dưới sông à. Bán thiếu chịu là một cách giữ mối riêng của ghe hàng ở quê. Bán thiếu chủ yếu dựa vào lòng tin dành cho nhau, chứ giao kèo thì đại khái thôi. Thường là khi nào cắt lúa xong hoặc ít bữa. 375 ngàn nè. Ở đây 70-80 ngàn nè. Còn dưới lắm nè. Ở đây 100 ngàn nè, ở đây 34 ngàn nè, ở đây 30 ngàn, 40 ngàn nè. Thiếu gì cũng có vậy mà điều một con kinh bị ngừ với hai thôi chứ đâu có nữa. Bị nhiều quá còn nghỉ mua bán luôn à. Những hình ảnh ghe hàng chạy trên sông có lẽ đã gợi lên bao ký ức tuổi thơ của những con người được sinh ra và lớn lên giữa vùng sông nước miền Tây. Nét bình dị, thân quen ấy cũng đã kết thúc chương trình miền Tây hôm nay buổi sáng. Xin chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trên kênh truyền hình quốc gia VTV Cần Thơ, Đài truyền hình Việt Nam.